Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 6. Để đánh địch tiến công lên hướng Bắc, các tiểu đoàn đều đào ba chiến hào liên tiếp, bố trí hai đại đội ở chiến hào 1 và 2. Đại đội dự bị bố trí ở chiến hào 3. Chiến hào các đại đội đều nối liền nhau. Chiến hào hai tiểu đoàn cũng nối nhau ở bờ sông Nậm Rốm. Mấy lần địch đánh ra, có khi chúng chiếm được một vài đoạn chiến hào ở hướng tiểu đoàn 265, tức hướng có đường cái. Cuối cùng, chúng đều bị đánh bại. Lúc đầu xe tăng địch cũng gây cho ta khó khăn. Về sau, trung đoàn được trang bị hai khẩu DKZ-75. Đồng thời, chúng tôi đưa pháo 75 xuống, bắn trực tiếp, nên xe tăng địch không dám lên xuống như trước đây. Sang đợt hai chiến dịch, địch co lại. Chúng tôi cho các tiểu đoàn đào trận địa tiến lên phía trước rất gần đồn địch để chuẩn bị tiến công. Đầu đợt 3, tức đợt cuối cùng, tiểu đoàn 418 dựa vào trận địa đã đào sẵn của tiểu đoàn 265 đánh chiếm cứ điểm C của căn cứ Hồng Cúm. Ta và địch giằng co nhau mấy ngày ở cứ điểm C. Để kiềm chế pháo binh địch, chúng tôi dùng một đại đội lựu pháo 105 ly và một đại đội sơn pháo 75 ly của mặt trận tăng cường cùng với đại đội cối 82 của trung đoàn 4 khẩu. Với số lượng trên, nếu đủ đạn thì có đủ khả năng kiềm chế được pháo binh địch. Vấn đề khó là đạn ta ít. Các đơn vị, nhất là đại đoàn 316 lại yêu cầu kiềm chế liên tục. Có khi các đại đoàn còn gọi chúng tôi la hét: làm ăn thế nào mà địch ở Hồng Cúm bắn được nhiều thế? Chúng tôi nghĩ ra cách cho người chui vào hàng rào địch, quan sát và nghe ngóng. Hễ thấy chúng ra trận địa hô chuẩn bị bắn thì báo hiệu ra ngoài. Đúng lúc đó, chúng tôi cho cả pháo và cối đánh chúng. Bị bắn trúng trận địa, chúng lại bỏ chạy vào hầm ẩn nấp. Sau này tù binh địch hỏi: làm sao các anh biết chúng tôi chuẩn bị bắn để bắn trước? Chúng tôi chỉ cười. Vì đạn ít nên đợt một các đơn vị phía trên kêu nhiều, văng tục cũng có. Về sau, chúng tôi nắm chắc địch hơn. Hơn nữa, chúng cũng thương vong một số và một số pháo bị bắn hỏng không thay thế được, nên kiềm chế kết quả hơn. Nhấc điện thoại lên đã có thể cười được với nhau. Trưa ngày 7 tháng 5 năm 1954, tin ta tiến công thắng lợi dồn dập bay về. Đến chiều, khi chúng tôi được tin bọn địch ở trung tâm ra hàng, cũng là lúc địch thọc ra mấy mũi để định chạy về phía Lào, được một tiểu đoàn của trung đoàn 9 xuống phối hợp. Đợt 3, trung đoàn 9 được điều vào Điện Biên để cùng đại đoàn 316 diệt các mỏm ở khu C. Chúng tôi đã đẩy lùi hầu hết địch quay lại căn cứ của chúng. Lúc này trời đã tối, cũng không được rõ có đơn vị nào của địch chạy thoát không. Trên trục đường chính sang Lào, trước đó chúng tôi đã cho một đại đội lên chốt chặn trước, vì vậy không sợ chúng chạy. Trung đoàn lệnh cho đại đội 265 truy kích theo đường mòn sang Lào, cách đường cái chính khoảng 2-3 km. Tôi đi cùng đại đội này. Địch cũng biết ta có trận địa chốt sẵn trên trục đường chính, nên chúng chạy theo đường mòn này. Sau này, qua tù binh, chúng tôi mới biết toán chạy thoát ra khỏi Hồng Cúm có số lượng khoảng 100 tên do mấy tên lính người Thái thông thạo địa hình dẫn đường. Bị chúng tôi thúc mạnh theo trục đường, bọn địch tự động tản ra hai bên đường và tìm đường núi sang Lào. Theo kinh nghiệm một số lần truy kích trước đây, mặc chúng leo đâu thì leo, chúng tôi cứ theo đường mòn chọc thẳng sang Lào. Sáng ra, tìm một địa điểm thuận lợi dừng lại giải quân ra, chặn bắt bọn địch vượt núi sang. Khoảng 8 giờ sáng,
lúc chúng tôi đương nghỉ ngơi, bất ngờ xuất hiện mấy tên địch. Trông thấy chúng tôi chặn, chúng xả súng bắn liền. Chúng tôi hy sinh một chiến sĩ. Vì chúng tôi có cả một đại đội, chúng chỉ từng lớp 5-3 tên, nên đều bị chúng tôi bắn uy hiếp, kêu gọi đầu hàng và bắt gọn. Sang ngày thứ hai, tức là ngày mùng 9 tháng 5, chờ suốt ngày không thấy có tên nào xuất hiện. Chúng tôi quyết định sáng mùng 10 tháng 5 thu quân trở về Điện Biên. Sau này chúng tôi được biết, tất cả địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chỉ có 3 tên Pháp do một tên người Lào dẫn đường chạy về được Luông Pha Băng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, đây là một trận đánh tiêu diệt gọn tập đoàn cứ điểm trong lịch sử chiến tranh. Chúng tôi tự hào đã góp một phần công lao nhỏ bé. Cưới vợ. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi ra bộ dự tổng kết. Khi tổng kết gần kết thúc, cũng là lúc kết thúc hội nghị Geneva về lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trong những ngày cuối của hội nghị, tất cả cán bộ hồi hộp lo bị bộ bắt lính. Danh từ bắt lính chỉ việc ngày nào cục cán bộ cũng đến đọc danh sách những đồng chí không trở về đơn vị mà ở lại bộ để đi làm các công việc của bộ phận liên hiệp đình chiến. Đến ngày bế mạc hội nghị, tôi vẫn nằm trong số được trở về đơn vị. Lúc này, tôi mới xin đồng chí Nam Long cho lên Lạng Sơn cưới vợ. Việc chúng tôi yêu nhau, chờ lúc thuận lợi sẽ cưới, trung đoàn đại đoàn đều biết. Nên đồng chí Nam Long viết giấy tay giới thiệu tôi lên Lạng Sơn cưới vợ. Hai chúng tôi chính thức đặt vấn đề với nhau làm vợ chồng từ năm 1953. Lúc tôi còn ở Ninh Bình, bố tôi qua thư đồng chí Nhĩ ở Quảng Trị gửi ra. Vì cơ động luôn, tôi dặn đồng chí Nhĩ gửi thư cho tôi qua địa chỉ gia đình. Được biết cô Kiệm đã đi lấy chồng, nên đặt vấn đề tìm vợ cho tôi. Chị gái đầu của tôi giới thiệu cô Vinh, con ông chú ruột của chồng chị. Lý lẽ của chị xem ra cũng có lý, nên cả nhà đồng ý. Bố mẹ cô Vinh đều là con cái nhà địa chủ lớn. Như vậy, cô Vinh là dòng dõi địa chủ. Bố cô là con út gia đình. Bố ông mất đi lúc ông còn ít tuổi. Tuy cũng được chia ruộng nhà, nhưng ông rượu chè cờ bạc bán hết. Khi ông chết, gia đình cũng không còn gì, nên mẹ cô Vinh trở thành dân nghèo, buôn bán lặt vặt, nuôi 3 người con. Mẹ cô Vinh phải cho cô sang ở làm con sen cho gia đình ông bác, tức bố mẹ của chồng chị tôi. Hoàn cảnh cô Vinh như vậy, nếu cách mạng thành công, tôi quay về làm ăn thì cô Vinh cũng lao động tốt. Tuy chưa hỏi ý kiến tôi, nhưng gia đình tôi đã trao đổi với mẹ cô Vinh và cô Vinh hỏi cô làm vợ cho tôi. Mẹ cô và cô đều đồng ý. Sau này tôi hay đùa vợ tôi là người ta chưa đi hỏi đã đồng ý. Bố tôi viết thư cho tôi, lúc nào có thời gian thì về để đặt vấn đề chính thức giữa hai gia đình và hai bên cô cậu. Trước đây tôi hay đến nhà chị tôi chơi, đã nhiều lần gặp cô Vinh. Về hình thức, cô cũng vào loại trên trung bình. Vì vậy, bố tôi cho rằng chắc tôi cũng đồng ý. Khi hành quân đi chiến dịch Thượng Lào, dừng lại Đô Lương, tôi tạt về nhà được 2 ngày. Đã được báo trước nên hai gia đình đều có mặt ở nhà chị tôi. 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà, 1 giờ sáng lại phải đi ngay, để kịp ngày mai hành quân tiếp. Qua lần gặp đó, hai bên đều ngầm hiểu mọi việc thế là xong. Trong thời gian 2 giờ, mọi người lo bữa ăn đêm và hỏi thăm tình hình của nhau, nên tôi không thấy hai gia đình trao đổi gì trước mặt chúng tôi cả. Hai chúng tôi cũng hỏi thăm nhau vài ba câu, chưa hề nói một câu nào gọi là thổ lộ tình yêu. Giữa đám đông người, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau chứ không được nắm tay nhau. Lễ ăn hỏi như ngày nay người ta thường gọi được coi như là xong. Ăn thì có ăn cháo gà, hỏi thì không ai hỏi gì cả. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, khi rút quân về Thanh Hóa,
Trước khi đi dự tổng kết, tôi tranh thủ về nhà. Được biết, cô Vinh đã ra Việt Bắc học chuyên môn. Cô Vinh trước cách mạng cũng đã 12-13 tuổi, nhưng chưa được đi học ngày nào. Sau cách mạng, chị tôi đã là chủ gia đình, đồng thời cũng muốn giữ cô Vinh cho em mình nên cho đi học. Cô Vinh học hết tiểu học. Trên đường đến hội nghị, tôi tạt vào thị xã Thái Nguyên hỏi thăm. Được biết, cô Vinh học ngành thuế vụ của Bộ Tài chính. Sau tốt nghiệp đã lên tỉnh Lạng Sơn nhận công tác. Sau tổng kết, tôi xin phép đi Lạng Sơn. Hơn một ngày đi xe đạp, tôi tìm được đến cơ quan thuế của thị xã. Ở đây, cô Vinh cũng đã báo cáo cho cơ quan biết cô có người yêu ở bộ đội, nên tôi được đón tiếp thân mật. Khi đặt vấn đề tổ chức cưới, các anh chị ở cơ quan nhiệt tình ủng hộ. Thời đó bộ đội chưa có lương, cán bộ cơ quan cũng chỉ có tiền ăn và một ít tiền tiêu vặt. Như vậy tôi không có tiền. Cô Vinh không có tiền, tổ chức đám cưới thế nào? Chị Cúc, bí thư chi bộ cơ quan, đưa ra một ý kiến. Bữa ăn sẽ lấy tiêu chuẩn của các anh chị em ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, gấp đôi ngày thường. Áo quần quỹ hội phụ nữ cho đủ mua 2 thước vải. Quần là quần đen, ban đêm quần mới cũng như quần cũ nên không cần may. Giường, ghép 2 giường cá nhân lại là xong. Chăn chiếu mùng màn, xin cô cậu dùng chung cái sẵn có của cô dâu. Thế là cũng xong một đám cưới, vẫn trang trọng. Sau này vợ tôi thường nói, anh cưới vợ không một bát nước lã. Một số ý kiến về Đại đoàn 304 thời chống Pháp. Có một số dư luận trong quân đội, Đại đoàn 304 tuy thành lập sau Đại đoàn 308, nhưng thành tích không có gì xuất sắc. Trong cuộc hội nghị để bàn việc viết lịch sử sư đoàn, có đồng chí cũng nêu như trên, cho rằng thành tích không có gì nổi bật, rất khó viết hay. Đồng chí Lê Trưởng, chính ủy đại đoàn nói, thế nào là thành tích? Trừ 2 đợt hoạt động ngắn lúc mới thành lập, có chiến dịch nào đại đoàn không hoàn thành tốt nhiệm vụ? Nổi bật về thành tích của một đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở dĩ đại đoàn không nổi tiếng, cơ bản vì đại đoàn thường được giao nhiệm vụ tác chiến ở chiến trường phối hợp. Khi được tác chiến ở hướng chính, lại thường ở hướng thứ yếu. Những đơn vị làm nhiệm vụ trên chiến trường phối hợp hay hướng thứ yếu, tuy tác chiến khó khăn vất vả hơn, nhưng ít nổi tiếng. Đồng chí Hoàng Minh Thảo đã dùng hình tượng đơn vị hướng thứ yếu giống như người yếu nhưng phải ôm vòi voi, để cho đơn vị trên hướng chủ yếu giống như người khỏe cắt đuôi voi. Thực tế là như vậy. Các đơn vị trên hướng chủ yếu thường được cấp trên tăng cường lực lượng, nhất là hỏa lực, lúc được đánh ở hướng thuận lợi nhất. Nguyên tắc chọn hướng chủ yếu, thường chọn nơi địch yếu, ta có điều kiện thuận lợi để triển khai binh hỏa lực, vân vân. Đơn vị hoạt động trên hướng thứ yếu, hướng ít được tăng cường lực lượng, có nhiệm vụ kìm giữ lực lượng địch ở nơi mạnh, bảo đảm cho hướng chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi kết thúc một chiến cục hay một chiến dịch, người ta thường nói nhiều đến khó khăn về thành tích các đơn vị trên hướng chủ yếu. Những năm tháng hòa bình, làm giáo viên quân sự. Sau khi kết thúc chiến tranh trở về đơn vị, tôi được chỉ định làm trưởng ban tác chiến sư đoàn. Sau khi làm kế hoạch cho 2 trung đoàn vào thành phố, trung đoàn 57 vào Hà Nội cùng đại đoàn 308, trung đoàn 9 vào Hà Đông, công việc chính của cơ quan tác chiến là tìm địa điểm ổn định nơi ở của toàn đại đoàn. Cho đến hết năm 1954, nhiệm vụ của đại đoàn là xây dựng doanh trại, sân vận động, bãi tập. Bước sang năm 1955, năm đầu huấn luyện trong quân đội trong thời bình, tôi được lệnh về trường trung cao quân sự, sau này là học viện quân sự, làm giáo viên. Đại đa số được điều động về trường đều chưa từng làm giáo viên. Chủ trương của bộ
là điều về trường những đồng chí có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Để học hết phần chiến thuật, đối với cán bộ trung cấp và cao cấp, nhà trường tổ chức 3 khóa. Khóa đầu, học trung đoàn tiến công. Khóa thứ hai, học trung đoàn phòng ngự. Khóa thứ ba, học cả sư đoàn tiến công và sư đoàn phòng ngự. Tài liệu học được dịch từ tài liệu Trung Quốc, thực chất là tài liệu của quân đội Liên Xô. Vì Trung Quốc thời kỳ này cũng học theo đúng các tài liệu của quân đội Liên Xô. Bài tập 2 khóa đầu do cố vấn Trung Quốc viết. Sang khóa 3, bài tập sư đoàn tiến công do đồng chí Hồ Tâm làm chủ biên và tài liệu sư đoàn phòng ngự do tôi chủ biên, có sự giúp đỡ của cố vấn Trung Quốc. Để nắm được nội dung giảng dạy, chúng tôi được tập trung bồi dưỡng 3 tháng với một nội dung, trung đoàn tiến công. Đối tượng học viên chủ yếu là cán bộ trung đoàn. Cũng có một số cán bộ sư đoàn đến học tập các khóa này. Phần đông cán bộ sư đoàn và cán bộ các ngành chuyên môn như công binh, thông tin được cử sang học trực tiếp ở Trung Quốc và Liên Xô. Mỗi khóa mở liên tục 3 lớp để hầu hết cán bộ trung đoàn được thay nhau đến học. 3 khóa học kéo dài trong 4 năm, từ năm 1956 đến hết năm 1959. Từ những năm đó và sau đó, trong dạy và học, chúng tôi thường tranh luận. Tại sao quân đội ta đã đánh thắng đế quốc Pháp có nghệ thuật tác chiến phù hợp với hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh quân đội? Ta không tổng kết lại để học, lại đi học thứ tài liệu của quân đội Liên Xô, một quân đội được trang bị hiện đại, phương pháp tác chiến khác rất nhiều. Theo giải thích thời đó, quân đội Liên Xô có nền nghệ thuật quân sự hiện đại ưu việt. Ta cứ học, có học mới hiểu sâu, mới có khả năng tiếp thu được những tinh hoa của nền nghệ thuật quân sự Xô Viết. Ngày nay nhìn lại, theo ý tôi, một số binh chủng được trang bị hiện đại, trước đây trong tác chiến ta chưa có. Tất nhiên, lớp cán bộ đầu tiên cần phải ra học nước ngoài. Việc vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam sẽ giải quyết sau. Đối với cán bộ chỉ huy bộ đội binh chủng hợp thành, trong đó bộ binh là binh chủng chủ yếu, chỉ nên cử một số cán bộ nhất định sang học nước bạn để hiểu sâu nghệ thuật quân sự của họ. Trên cơ sở đó, chọn lọc được các tinh hoa của nghệ thuật quân sự nước ngoài để làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật quân sự Việt Nam. Nên kịp thời tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống Pháp làm cơ sở chính để biên soạn tài liệu giảng dạy cho số đông cán bộ. Dẫu sao, những nội dung mà số đông cán bộ được học tập trong các năm 1955-1959 cũng đều có ích cho sau này. Cái chính là cán bộ chúng ta đã kinh qua tác chiến, họ ít giáo điều. Thực tế chiến trường dạy cho họ rất nhanh. Không phải chỉ lý luận quân sự nước ngoài, ngay những lý luận quân sự của ta do các trường giảng dạy, nếu không phù hợp với chiến trường, họ cũng không tiếp thu và không thể áp dụng. Cuối năm 1959, có chỉ thị chính thức của trên đánh giá việc học tập như các năm trước là phạm khuyết điểm giáo điều, nhà trường tạm nghỉ chiêu sinh một thời gian để biên soạn tài liệu Việt Nam, học tập tài liệu của ta biên soạn. Học viện quân sự phối hợp với trường sĩ quan lục quân, các cơ quan của bộ, đồng thời điều thêm một số cán bộ chỉ huy ở các đơn vị cơ sở về, có trách nhiệm biên soạn toàn bộ tài liệu chiến thuật. Đây có lẽ cũng là đợt tập trung cán bộ để biên tập tài liệu quy mô lớn đầu tiên. Để giúp điều hành công tác biên soạn, đồng thời tổ chức một số cuộc diễn tập thực nghiệm, học viện tổ chức ra phòng khoa học quân sự. Tôi được chỉ định làm quyền trưởng phòng. Tôi làm quyền trưởng phòng mãi cho đến lúc đi học ở Liên Xô, cũng không có trưởng phòng đến. Ngoài tôi, phòng khoa học quân sự còn 2 phó phòng là đồng chí Kim Hùng và đồng chí Dũng Mã, đều là những cán bộ lăn lộn ở chiến trường từ đầu cuộc chiến tranh và về làm giáo viên từ khi hòa bình lập lại. Thành phần của ban biên soạn như trên nên các cuộc họp chung
thông qua đề cương cũng như thông qua tài liệu đã được dự thảo thật sôi nổi. Lý thuyết cũng như thực tế kinh nghiệm từ cổ kim Âu Á đều được dẫn ra hết. Để diễn đạt hết ý của tài liệu nước ngoài, nhiều đồng chí còn dùng văn bằng tiếng nước ngoài. Nga có, Pháp có, Anh có, Trung Quốc có. Những lúc như vậy, hồi tưởng lại trỗi dậy, một số không hiểu đồng chí đang thuyết minh nói gì. Tuy từ năm 1960 dạy thử tài liệu của ta biên soạn, nhà trường vẫn có chuyên gia nước ngoài. Cuối năm 1954, các cố vấn Trung Quốc về hết. Năm 1961, ta lại mời chuyên gia Liên Xô. Việc có chuyên gia nước anh em không phải chỉ để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước anh em, hai quân đội anh em. Thực tế, các chuyên gia của Trung Quốc lúc đầu và của Liên Xô về sau cũng giúp chúng tôi nhiều ý kiến hay cả về nghệ thuật quân sự và phương pháp quản lý giảng dạy ở nhà trường. Việc xây dựng quân đội ta do ta làm là chính, nhưng hoàn toàn không nên và không thể phủ nhận sự giúp đỡ của nhân dân, nhà nước, quân đội của các nước bạn. Đi học ở Liên Xô. Tháng 3 năm 1960, Bộ tiếp tục gửi học viên sang học quân sự ở cả Liên Xô và Trung Quốc, cả hai hệ trung cấp và cao cấp. Trường cử tôi đi học lớp trung cấp ở Liên Xô, tức Học viện Quân sự Frunze, cùng 11 đồng chí khác. Tháng 5 năm 1960, chúng tôi được tập trung lên trường văn hóa quân đội ở Lạng Sơn để học tiếng Nga. Thời gian học chỉ 3 tháng, vì đầu tháng 8, chúng tôi được về nghỉ phép để cuối tháng 8 sang Liên Xô học. Các lớp học của quân đội Liên Xô đều bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 5 năm sau, 10 tháng. Học tiếng Nga 3 tháng, trình độ ngoại ngữ có hạn. Tuy vậy, cũng giúp chúng tôi đi đường và những ngày đầu ở Liên Xô có thể giao tiếp một ít trong sinh hoạt. Sang Liên Xô, năm đầu tiên là năm học tiếng Nga. Giáo viên tất cả đều là nữ. Họ đều tốt nghiệp đại học. Một số ít có bằng phó tiến sĩ, họ đã chuyên dạy người ngoại quốc học tiếng Nga nên có nhiều kinh nghiệm. Lớp chúng tôi dẫu sao cũng đã học tiếng Nga 3 tháng ở nhà. Một số lại có trình độ tiếng Pháp. Nhà trường có từ điển Pháp-Nga nên việc học trực tiếp với giáo viên Nga hoàn toàn không biết tiếng Việt cũng không gặp khó khăn. Khác các lớp trước, ta chỉ chọn số xuất thân thành phần công nông không gặp nhau, không ai biết ai, nên học có khó khăn. Thầy không phải chỉ nói mà làm mẫu mà chỉ trỏ. Thấy người trong lớp chỉ ra bầu trời, học viên bảo là cái cửa sổ. 12 học viên Việt Nam được chia thành 2 tổ học tập. Tổ 1 gồm 7 đồng chí Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Hóa làm tổ trưởng. Tổ 2 có 5 đồng chí Việt Nam và 3 đồng chí Bulgari do tôi làm tổ trưởng. Chỗ ở tuy gồm tất cả học sinh ngoại quốc, nhưng lớp cho ở từng buồng riêng, từng nước một, mỗi buồng 2-3 đồng chí. Vì vậy, ngoài giờ học tập, chúng tôi chủ yếu nói tiếng Việt với nhau. Các trường đại học ở ngoài nhà trường, trong lớp một buồng 2-3 người của 2-3 nước khác nhau. Vì vậy, trình độ tiếng Nga, nhất là trình độ giao thiệp trong sinh hoạt, anh em sinh viên ở ngoài nhà trường hơn chúng tôi nhiều. Có thể nói, học viên Việt Nam là những học viên chăm chỉ nhất. Tuy tiếng Việt so với tiếng Âu Châu khác nhau nhiều, nhưng cuối năm thi tốt nghiệp tiếng Nga, chúng tôi cũng không kém học viên các nước Âu Châu như Bulgaria, Ba Lan, Đức. Buổi sáng học 6 tiết, 5 tiếng 30 phút. Với giáo viên, chiều tự học, chúng tôi thường tự học 6 tiếng. Có khi một ngày, chúng tôi học thêm 12 đến 14 tiếng. Buổi sáng 7 giờ dậy, ăn uống xong độ 8 giờ vào học. Trước, chúng tôi chỉ phải học 1 tiếng, từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút. Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút, lại tự học cho đến 12 giờ đêm. Bây giờ nghĩ lại,
tại sao lúc đó chúng tôi có sức học như vậy, kéo dài 4 năm. Khi về nước làm giáo viên và về sau làm lãnh đạo học viện, tôi chưa bao giờ động viên được học viên trong nước học tập như vậy. Nguyên nhân có thể là do trước hết chúng tôi đều tuổi thanh niên, ăn uống đầy đủ hơn trong nước. Nhưng cái chính là tinh thần tự tôn dân tộc, mang chuông đi đánh đất người. Chúng tôi quyết không kém học viên bất kỳ nước nào, kể cả học viên Liên Xô. Họ học bằng tiếng mẹ đẻ, lại có quá trình học tập trước đó theo nội dung nghệ thuật và kỹ thuật của họ. Nói thế, nhưng học viên Liên Xô học cũng khiếp lắm. Tuy không tự học 12 đến 14 tiếng như chúng tôi, nhưng họ cũng học mỗi ngày ít nhất 10 tiếng. Cách động viên của họ thật đơn giản, nhưng cũng có hiệu lực lớn. Thời đó, người Liên Xô được phục vụ trong quân đội là một vinh dự. Thu nhập cũng cao hơn bên ngoài nhiều. Học xong phổ thông mới vào học đại học. Ra trường lương là 80 rúp. Trái lại, sĩ quan ra trường thiếu úy là 150 rúp. Cách động viên học tập của học trò là tốt nghiệp loại ưu có huy chương vàng, được đề bạt sớm 1 năm và được chọn nơi phục vụ. Tốt nghiệp loại ưu được đề bạt sớm 1 năm. Tốt nghiệp loại khá 4/5 điểm được đề bạt đúng niên hạn. Trái lại, nếu đạt loại thường 3/5 điểm thì đề bạt chậm 1 năm. Sĩ quan của họ chỉ đề bạt chậm 1 lần. Nếu bị đề bạt chậm lần thứ 2 sẽ quá tuổi phục vụ sĩ quan, phải giải ngũ hoặc chuyển ra ngoài. Chương trình học tập về chiến thuật. Năm thứ nhất học chiến thuật cấp trung đoàn. Năm thứ hai học cấp sư đoàn. Và năm thứ ba học chiến dịch tập đoàn quân. Về công tác chỉ huy tham mưu học khá kỹ. Về xe tăng biết bắn, biết lái xe. Về thông tin sử dụng thành thạo các trang bị thông tin ở cấp trung đoàn và sư đoàn. Sử dụng các loại pháo cối đã học ở trường sĩ quan. Tên lửa thì ta không có, pháo bình thường thì lại không học. Tuy nói rằng chiến thuật ta và bạn không giống nhau, không phải học gì cũng dùng được, nhưng khối lượng trí thức học trong 3 năm của họ hơn hẳn chúng ta cùng thời gian. Sau này, về công tác tại nhà trường, khoa chiến thuật của tôi cũng cố gắng vận dụng chiến thuật của họ, nhưng không làm sao nhét được khối lượng tri thức như vậy cho học viên của ta. Số lượng cũng rất cần thiết, nhưng trước hết là chất lượng. Theo tôi, kinh tế ta hạn hẹp, chỉ nên học tương đối rộng cho cấp 1 và cấp 2, tiểu học và trung học cơ sở. Còn từ cấp 3, trung học phổ thông và đại học, nếu không có điều kiện mở rộng về số lượng, thì trước hết hãy đi sâu vào chất lượng. Có số lượng đông cũng cần, nhưng chất lượng thấp thì kết quả sẽ rất hạn chế. Chúng ta thấy, thời Pháp, sinh viên về mỹ thuật, về nhạc ta rất ít, nhưng phần đông đều có cống hiến đáng kể. Ngày nay thì tốt nghiệp đại học về mỹ thuật, về nhạc hàng vạn, nhưng được bao nhiêu phần trăm tác phẩm có giá trị? 3 năm học của chúng tôi là lớp cuối cùng tốt nghiệp. Bắt đầu từ niên khóa 1964-1965, ta không tiếp tục gửi học viên sang Liên Xô. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.